Gợi ý suy niệm lời Chúa. Chủ nhật 14 thường niên 5C. Lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 10 từ câu 1 đến câu 12, câu 17 tới câu 20. Ngoài 12 tông đồ, Chúa Giêsu lại gọi thêm 72 môn đệ khác và sai họ đi rao giảng. Ngài cho họ thấy rằng công việc không thiếu. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, hãy xin thêm thợ gặt. Tình trạng thiếu thợ gặt chính là tình trạng của giáo hội hôm nay. Trong các vùng Kitô giáo lâu đời như châu Âu, các chủ viện và dòng tu càng ngày càng trống, không còn ơn gọi linh mục và tu sĩ. Các vùng Á Châu và Phi Châu, ơn gọi vẫn còn nhiều nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của giáo hội. Chúng ta có gia tăng lời cầu nguyện xin chủ mùa gặt ban thêm thợ gặt không? Chúng ta có cảm thấy rằng nếu chúng ta không là một nhà truyền giáo chuyên nghiệp, chúng ta vẫn có thể đóng góp vào sứ mệnh truyền giáo của giáo hội bằng lời cầu nguyện của chúng ta không? Đó là điều Chúa Giêsu đã bảo chúng ta, hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt ra gặt lúa về. Giáo hội vẫn kêu gọi chúng ta cầu nguyện xin ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta có hưởng ứng không? Chúng ta có cầu nguyện tha thiết như cầu cho cha mẹ chúng ta sắp lên ca mổ không? Hay chỉ một vài lời qua loa cho có? Chúng ta có yêu mến giáo hội và mong cho nước cha trị đến như ước mong thoát một gian nguy không? Biết bao linh hồn chưa biết Chúa, chúng ta có biết không? Chúng ta sống trong giáo hội mà cứ tưởng mình là khách giảng lai, thật đáng tiếc. Khi sai các môn đệ ra đi, Chúa Giêsu căn dặn mọi điều cần thiết. Làm thợ gặt cho Ngài không phải là chiếm một điều gì, mà ra đi như chiên con giữa sói, hoàn toàn nhỏ bé, bị đe dọa. Người rao giảng tin mừng luôn là tay không, không có gì để tự vệ. Nhìn lại lịch sử của giáo hội, chúng ta nhận thấy nhiều sai lầm khiến chúng ta phải xấu hổ, và những người ghét đạo đã dựa vào đó để chỉ trích giáo hội nặng nề. Ví dụ thời các vua như Constantino, Charlemagne đã buộc người khác theo đạo bằng lưỡi gươm. Các đoàn quân thập tự đã đổ xô đến Jerusalem để giành lại những di tích của Chúa Giêsu và muốn thiết lập triều đại của Thiên Chúa bằng áp lực, bằng gươm đao. Cách giảng đạo như thế đã ghi một dấu vết đen tối trong lịch sử giáo hội. Mặc dù họ thiện chí, nhưng họ đã đi ngược lại ý muốn của Chúa. Những người rao giảng tin mừng phải là sứ giả của bình an. Vào nhà nào, anh em hãy chúc bình an cho nhà đó. Như chiên con giữa sói, chứ không như một lính chiến với gươm đao. Như chiên con giữa sói là chấp nhận chịu bất hại, bị khinh miệt, bị xua đuổi. Chúng ta vẫn nghe tin tức nhiều nơi trên thế giới, các linh mục, nữ tu bị giết hại, bị cầm tù, bị hành hạ. Số phận của những người rao giảng tin mừng là như thế. Chúa Giêsu biết rõ điều đó và Ngài vẫn sai chúng ta đi. Chúng ta cũng đồng số phận như Ngài, môn đệ không trọng hơn Thầy. Thầy chí thánh của chúng ta đã bị bỏ rơi, bị bắt hại trước. Theo vết chân Ngài, chúng ta phải như Ngài thôi. Nhưng chúng ta vẫn không nản lòng sợ sệt, vì Ngài đã hứa, Thầy sẽ lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Ngài cũng trách các môn đệ, sao lại hèn tin như thế? Nếu Ngài bỏ rơi chúng ta, lúc ấy chúng ta mới sợ. Nhưng Ngài vẫn ở với chúng ta, thì có gì phải sợ? Niềm tin sẽ giúp chúng ta bước tới. Nhìn vào gương Thánh Phaolô, một gương mẫu sáng ngời cho chúng ta thấy gì? Chính Ngài công nhận, tôi mang trên tôi những dấu tích của Chúa Giêsu. Đó là vết tích do đoàn bọn ngược đãi ném đá. Ngài còn nói, các tông đồ là người phục vụ Đức Kitô ư? Tôi còn hơn họ nữa, hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi trừ 1, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đóng tàu, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại. Chúng ta không có tầm cỡ như Ngài.
nhưng chúng ta vẫn có thể chịu đựng nhiều khổ nhọc cho Chúa. Thánh Phaolô luôn đi tới, không lui. Số phận các môn đệ là như thế. Ai muốn theo ta? Muốn hay không muốn, Chúa không ép buộc. Một điều Chúa đòi buộc là không mang theo gì cả, chỉ mang theo sự bình an của Chúa thôi. Tâm hồn của người môn đệ phải thực sự bình an mới có thể mang bình an cho người khác. Bình an là không lo lắng về tiện nghi, dụng cụ, không bận tâm lo cho bản thân, tiền bạc. Những môn đệ hôm nay luộm thuộm đủ thứ máy móc, phương tiện. Giáo hội khuyến khích sử dụng tất cả những kỹ thuật hiện đại để loan báo tin mừng, nhưng phải sử dụng thế nào, lúc nào cho hợp lý và khôn ngoan. Nhiều môn đệ quá lo về kỹ thuật mà quên những điều kiện cần thiết là lòng mến Chúa chân thành. Cha Yves de Monceau gọi đó là não trạng kỹ thuật. Nhiều người đã để cho kỹ thuật lấn át tin mừng. Một số người khác lại luộm thuộm về bản thân mình, rao giảng chính mình hơn là lời Chúa, quá chú tâm tới tài hùng biện, muốn hấp dẫn mọi người, trở thành điệu bộ, mất nét tự nhiên và biến rao giảng thành trình diễn. Chúa Giêsu không cho mang theo gì cả, tay không, để sứ điệp được luôn trong suốt. Nội dung duy nhất của việc rao giảng là nước Thiên Chúa, không là gì khác. Nếu cần, hãy chữa những người đau yếu. Lời rao giảng bình an kèm theo việc bác ái phục vụ, dọn đường cho nước Chúa. Chúng ta đừng nghe rồi để đó. Chúa đang mời gọi chúng ta làm thợ gặt cho Ngài. Chúng ta ngại ngùng vì những điều kiện gắt gao của Ngài chăng? Chúng ta ngại vì khả năng yếu kém chăng? Hãy tin và đến để kêu gọi chúng ta. Ngài có thể làm mọi sự mà không cần chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta cộng tác với Ngài để chúng ta được ghi tên vào nước trời. Thành công hay thất bại không quan trọng, nhưng quan trọng là thiện chí và lòng mến, là chất liệu cho nước trời. Hãy can đảm vì Chúa không để chúng ta hoạt động một mình. Ngài luôn trợ lực. Hôm nay, cộng đoàn phụng vụ chính là cộng đoàn của những chiến sĩ tin mừng. Và Chúa Giêsu sẽ ngự giữa chúng ta, sai chúng ta ra đi vào thế giới vô đạo hôm nay với bàn tay trắng, nhưng với một kho tàng vô giá trong lòng, chính là Chúa chúng ta. Ngài ở trong tận thân xác chúng ta, nhờ tấm bánh tình yêu Ngài trao ban hàng ngày cho chúng ta. Linh mục Trầm Phúc.